Nhận định, dự đoán bóng đá Cộng hòa Séc đấu với Đan Mạch lùi lại ít ngày trước, Cộng hòa Séc khiến nhiều người hâm mộ phải bất ngờ khi khuất phục Hà Lan, đội bóng đang có phong độ toàn thắng tại vòng 1/8 của Euro 2021. Tuy nhiên, trong bài phân tích trên WhoScore, chuyên gia Mitchell Will vẫn có chút hoài nghi về khả năng đi tiếp của Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Hà Lan tại vòng 1/8. Nhưng nên nhớ, đây là trận đấu họ được hưởng lợi rất nhiều từ sai lầm của đối thủ khi De Ligt để bóng chạm tay đầy vô duyên. Tính từ đầu mùa tới giờ, Cộng hòa Séc có tổng cộng 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 1. Tinh ý, Cộng hòa Séc thi đấu không quá ấn tượng ở cả 4 trận đấu kể trên song may mắn lại đứng về phía xích cùng đồng đội bởi đối thủ đã không thi đấu đúng sức. Đêm nay, cuộc phiêu lưu của Cộng hòa Séc nhiều khả năng sẽ chấm dứt khi đối thủ của họ là Đan Mạch. Xét về thành tích, Đan Mạch thua kém đối thủ khi có 2 trận thắng và 2 thất bại, nhưng nên nhớ, càng vào sâu, những chú lính chì càng thi đấu bay bổng và mọi vị trí của họ đều có thể ghi bàn. Minh chứng là họ lần lượt đánh bại Nga với tỷ số 4-1 và xứ Wales với tỷ số 4-0 ở 2 trận đấu vừa rồi tại Euro. Đội hình dự kiến Cộng hòa Séc vs Đan Mạch: Cộng hòa Séc, Vejclic, Kufan, Selutka, Kala, Kaderabek, Sepchik, Susek, Masepers, Hou, Barak, Sik. Đan Mạch: Schmeichel, Kacher, Vestergaard, Christensen, Larsen, Højbjerg, Braithwaite, Delaney, Maili, Damsgaard, Dolberg. Dự đoán: Cộng hòa Séc 1-3 Đan Mạch.